Xin chào, chào mừng tất cả anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh channel của mình nha. Hôm nay Thọ rất vui gặp lại tất cả các anh chị và các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh. Và để cập nhật tin bất động sản mới nhất, các anh chị vui lòng bấm nút đăng ký miễn phí và bấm chuông thông báo. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu về bất động sản, anh chị hãy để lại dưới phần bình luận. Thọ xin chúc tất cả anh chị và các bạn và các nhà đầu tư có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thật nhiều năng lượng luôn nha. Rồi, hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị, các nhà đầu tư và tất cả các bạn một cái sản phẩm bất động sản nữa nha. Và với sản phẩm bất động sản lần này, em xin đưa tất cả anh chị, các nhà đầu tư đến một địa điểm, đó là thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha tất cả anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả anh chị một lô đất có diện tích là 482,3 m² nha. Là 482 m² nha tất cả anh chị. Chưa được 500 m nha tất cả anh chị. Thì lô đất này là một cái căn nhà vườn luôn nha tất cả anh chị, thuộc địa phận xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Càng đặc biệt hơn, lô đất này cách quốc lộ 1A chỉ có 150 m nha. Nếu anh chị vòng qua luôn tầm khoảng 200 nha. Nói chung theo đường chim bay thì khoảng 150 m thôi. Anh chị đi đúng đường nó khoảng 200 m nha tất cả anh chị. Khu vực này dân cư cực kỳ đông đúc luôn. Phía trước lô đất đây là lối đi công cộng nha, con đường thông nha tất cả anh chị, đâm thẳng qua luôn. Thì đây chạy thẳng qua đó, đó là ngay chỗ cái trường tiểu học nha tất cả anh chị. Khu vực này rất là đông dân cư nha. Ngang là 13,5 m nha tất cả anh chị. Nói chung là để một tí nữa em sẽ quét lên không ảnh cho các anh chị xem. Ngang là 13,5 m, chạy dài vô là khoảng 37 m nha, một cạnh 37, cạnh 35 nha tất cả anh chị. Khu đất này rất là đẹp nha, đất phun thổ nha các anh chị, 482 m², 482,3 m² nha, đất phun thổ nha, có hàng rào xung quanh hết nha các anh chị, hẳn hồi luôn, dân cư cực kỳ đông đúc luôn nha. Xe hơi, xe du lịch 16 chỗ là có thể đậu gần đất nha, chứ không phải đậu trước đất nha các anh chị. Vì trước đất có lối đi công cộng, lối đi công cộng này khoảng 1,5 đến 2 m nha các anh chị. Thì đậu cắt khoảng chừng 10 m thôi nha. Nói chung có chỗ đậu xe luôn nha. Dân cư thì hiện hữu đông đúc. Đậu vô nhà thì chưa được nha, vì phía trước cái lối đi vô tầm khoảng 1,5 đến 2 m thôi. Và ngay cái lối đi đó nó thông ra hai đường nha các anh chị. Đi ra quốc lộ A, ra quốc lộ A là hai đường. Mình ra ngay chỗ bưu điện cầu Voi nha. Gần, rất gần nha các anh chị. Trường học đồ sát bên luôn, trường học, trường tiểu học tầm khoảng 100 m nha các anh chị. Thì trên đất có cây ăn trái luôn nha, như đây là cây mít nha, cây mít này có tuổi đời cũng hơn 10 năm á, cũng tầm khoảng mười mấy năm á, ăn lên nha các anh chị. Có cây ăn trái, một số cây ăn trái, cây mít nè, cây sabuche, rồi cây mận nè, khuôn viên cũng rất là rộng rãi nha. Gần 500 m², đất phun thổ cư nha. Trên đất có một cái căn nhà nha các anh chị. Căn nhà này cũng tương đối thôi, về các anh chị có thể sử dụng luôn. Còn anh chị muốn sửa chữa theo nhu cầu của các anh chị thì các anh chị phải đi xem đất thực tế, rồi mình sửa chữa theo cái mong muốn mình nha. Còn hiện tại thì em thấy cũng tương đối, về mình có thể ở nghỉ dưỡng được nha. Thì cách quốc lộ 1A rất là gần luôn nha, 200 m nha các anh chị. Nếu mà theo đường chim bay chỉ có 150 m thôi. Khu vực này đất phun thổ cư nha. Đất hiện tại cái khu vực này là khu vực dân cư nha, không dính quy hoạch nha các anh chị. Khu vực này dân cư rất là đông đúc, lâu đời nha. Và có 482,3 m² là đất phun thổ cư. Một tí nữa em sẽ cho các anh chị xem. Đây là cái vị trí này, phía sau căn nhà có cây mận nè. Về trong cái căn nhà thì các anh chị nào có nhu cầu thì mình mua rồi, mình muốn mua thì mình đến xem đất nha, xem nhà nha các anh chị. Nói chung em chỉ quay cái khuôn viên bên ngoài thôi. Nói chung thì căn nhà cũng tương đối thôi nha các anh chị. Có ổi nè, có mấy cái đu đủ. Thì cách dòng xây phường 5 tượng đài liệt sĩ thành phố Tân An là 3 km nha các anh chị. Ngã ba Bình Ảnh tầm khoảng 1,7 km. Cách cầu Bến Lức
các chị khu vực Bến Lức thì về khoảng 7 km nha. À, Sài Gòn thì tầm khoảng 24 km nha các anh chị. Từ Sài Gòn các anh chị khoảng 24 km thì lô đất này có hướng phong thủy là hướng hướng đông nha, hướng chánh đông nha các anh chị. Đây là mặt tiền lô đất thì nó quay về hướng chánh đông, phía trước có lối đi là khoảng 1,5 đến 2 m nha. Nó xe hơi thì mình đậu mé bên ngoài. Rồi em sẽ không để cho tất cả anh chị các nhà đầu tư đợi lâu. Em xin cập nhật giá bán chính chủ lô đất này nha tất cả anh chị. Thì lô đất này thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An với tổng diện tích là 482,3 m², đất full thổ cư, trên đất có nhà, có cây ăn trái nha, ngang là 13,5 m, nhân vô 37 m, một cạnh 37, một cạnh 35 nha. Đất cũng tương đối đẹp nha tất cả anh chị. Ngang trên màn hình tất cả anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Em quét lên không ảnh mang tính chất tham khảo cho các chị hình dung cũng như là xem được cái hình dạng như thế nào nha. Ngang 13,5 nè, cạnh khoảng 37 nha, cạnh 35, tương đối thôi nha các anh chị. Để các anh chị hình dung nè, mình xem mình biết được cái hình dạng như thế nào nha. Nói chung là rất là đẹp nha. Đất này tương đối, vị trí này rất là đẹp. Và giá bán chính chủ lô đất này là 5 tỷ hết đất nha các anh chị. 5 tỷ hết đất nha. Thì tầm khoảng giá bán chủ bán á thì nền cao ráo, cây ăn trái vân vân, có nhà luôn, thì em chia ra khoảng 10,3 triệu cho 1 m². Các anh chị nào có nhu cầu thì mình liên hệ qua anh em, hoặc các anh chị em hướng dẫn các anh chị xem đất và gặp chính chủ nha. Giá bán là 5 tỷ hết đất nha. Giá là tầm khoảng 10,3 triệu trên 1 m². Đây là vị trí lô đất nha, xung quanh là dân cư rất là đông đúc nha các anh chị. Đây là quy hoạch lô đất nha, xung quanh đó là không hề dính quy hoạch nha. Đất nằm trong cái tuyến dân cư hiện hữu nha, đất full thổ cư. Cách quốc lộ 1A rất là gần luôn, chỉ có 150 m theo đường chị bay. Anh chị đi đúng đường chắc tầm 200 m nha, gần trường học luôn. Trên màn hình các anh chị, đây là cái sổ lô đất nha. Đất thuộc ấp 5 xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, với diện tích là 482,3 m². Đất mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn ONT nha, thời hạn sử dụng lâu dài nha các anh chị. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là cái hình dạng lô đất nha. Phía trước là lối đi công cộng, thì lối đi này xe máy nè, xe ba gác rồi đó cũng có thể phụ được, nhưng xe hơi chưa đi được nha. Thì các anh chị đi xe hơi thì đậu mé ngoài, cách khoảng 10 m thôi nha, có chỗ đậu luôn nha các anh chị. Sản phẩm này em thấy cũng hiếm hoi nha các anh chị, đầu cư rất là nhiều nha. Rồi trên màn hình các anh chị, đây là hướng đông, hướng của lô đất nha các anh chị. Các anh chị nào có hướng phong thủy nè, đang tìm kiếm một cái căn nhà vườn, hoặc là các anh chị có thể mua sở hữu để xây các nhà trọ cũng rất là ok. Khu vực này em thấy rất là đông dân cư, cũng gần khu công nghiệp đó, khu công nghiệp Hòa Bình rồi đó, cũng kế bên nha các anh chị. Trường tiểu học nè các anh chị nè, xem đây là vị trí lô đất nè, trường tiểu học Nhị Thành sát bên luôn, cách có 100 m nha các anh chị, ở mé ngoài là quốc lộ 1A nha. Hàng này cũng rất là hiếm hoi nha các anh chị, khu vực này em thấy cũng rất ít người bán nha. Nói chung thì chủ đất muốn đổi đất thôi, tìm cái đổi vị trí đất để làm nơi nghỉ dưỡng nha. Nói chung là gia đình cũng rất là đơn chiếc, muốn đổi đất thì các anh chị nào có nhu cầu, cảm thấy ưng ý thì cứ liên hệ qua anh em, liên hệ vào số điện thoại 0828367167 gặp em là Quỳnh Thọ nha các anh chị. Và em sẽ tư vấn cho các anh chị những cái sản phẩm bất động sản phù hợp vào túi tiền nè, phù hợp vào hướng và phù hợp vào nhu cầu của các anh chị luôn nha. Và hiện tại bên em đang nhận ký gửi cũng như là tìm kiếm những sản phẩm bất động sản theo cầu. Các anh chị đang có nhu cầu tìm đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ liên hệ với anh em sẽ cố gắng tìm kiếm cũng như là đáp ứng những sản phẩm bất động sản phù hợp cho các anh chị luôn nha. Và những sản phẩm bất động sản bên em đều là sản phẩm chính chủ hết nha các anh chị. Thì ai đứng tên đất là ai có quyền quyết định về giao dịch thừa đất là các anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha các anh chị. Và mỗi video em đều để mã số video hết nha các anh chị, trước video đều có mã số hết. Thì các anh chị ưng ý về sản phẩm nào thì cứ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán nha các anh chị. Và các anh chị đừng quên bấm nút like nè và đăng ký ủng hộ kênh, đăng ký toàn bộ là miễn phí nha. Biết đâu đó các anh chị sẽ tìm được những sản phẩm bất động sản thật là ưng ý. Chúc cho các anh chị và các bạn, các nhà đầu tư sở hữu những sản phẩm bất động sản thật là đẹp, thật là VIP và với giá tốt nhất thị trường luôn nha. Hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả anh chị.